mỗi người trong số các thầy cô thì đều đến từ một cái lộ trình học tiếng Nhật khác nhau, một cái hành trình học tiếng Nhật khác nhau. Thầy Dũng là du học sinh, tức là học xong cấp 3 ở nhà chơi game 2 năm, xong rồi sang Nhật học lên trường tiếng, xong rồi học lên đại học của Nhật Bản. Thì đấy là thầy thầy Dũng là theo kiểu là du học sinh. Thế còn cô Hiền thì ngày xưa là thực tập sinh đó, và qua rất là nhiều năm cô Hiền đã về làm ở Dũng Cô đi rất là lâu rồi, và cô Hiền cũng là một thực tập sinh ngày xưa rất là giỏi đó. Thế là về thì xuất phát điểm là một thực tập sinh. Thầy Nghĩa thì lại là kiểu là học đại học ở trường đại học ngoại thương, đại học ở Việt Nam rồi, học 2 năm rồi, thế xong rồi lại bỏ, à không phải bỏ mà là dừng lại học đại học ở Việt Nam, xong rồi sang bên Nhật học tiếp lên trường đại học ở Nhật Bản và tốt nghiệp ở trường đại học Nhật Bản đó. Và cuối cùng là mình lại theo một cái hành trình khác là mình học chính quy từ trường đại học ở Việt Nam. Thế sau đó mình tốt nghiệp ở Việt Nam, và trong cái quá trình đấy mình có du học ở Nhật, và sau đó mình quay trở lại học lên cao học thôi. Đó, nên là bốn người, mỗi người một cái hành trình rất là khác nhau như vậy. Và thế nên là ngày hôm nay bọn mình có nghĩ ra một cái chủ đề để chúng ta cùng có thể nói chuyện với nhau, đó là mỗi một người trên cái lộ trình học tiếng Nhật như vậy, thì hôm nay chúng ta sẽ bật mí ra một cái bí kíp học tiếng Nhật đi, được không mọi người? Một cái bí kíp học tiếng Nhật, bởi vì mình nghĩ rằng là bất kỳ ai khi học ngoại ngữ á, chúng ta có thể tận dụng, chúng ta có thể tìm hiểu, chúng ta có thể thử rất là nhiều những cái cách học tiếng Nhật khác nhau, không chỉ tiếng Nhật mà cái gì vậy, đúng không? Chúng ta thử rất là nhiều những cách học tiếng Nhật khác nhau, nhưng mà ví dụ như bọn mình khi mà nhìn lại chặng đường đã qua thì bọn mình sẽ luôn luôn có được cái cảm nhận rằng là à, có một cái cách học này nó có thể không đúng với nhiều người, nó có thể chỉ đúng với bản thân mình, nhưng mà mình đã dùng nó và nó là cái nó có gây ảnh hưởng nhiều nhất cho cái quá trình học tiếng Nhật của bọn mình. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau rút ruột xem là bí kíp đấy của mỗi người sẽ là gì. Ok, các bạn đồng ý không? Thế bây giờ chúng ta hãy cùng ấn like. Và bây giờ xin mời các bạn comment là các bạn muốn nghe ai chia sẻ đầu tiên trước nào. Thanh ơi, có người hỏi, có bạn Hiếu hỏi là có lớp học Kaiwa không ạ? Có rất là nhiều lớp học Kaiwa 5 trình độ mà toàn người Nhật dạy, toàn cô giáo người Nhật có bằng cấp dạy cho bọn em ấy. Rồi. Imuk imuk. Các bạn cứ yên tâm là tất cả những lớp học Kaiwa của bọn mình hiện tại thì do giáo viên 100% là giáo viên người Nhật dạy, và đều là những giáo viên được tuyển chọn từ những môi trường học thực sự là chính thống về đào tạo giáo viên ở bên Nhật và người Nhật, nên là đều là những giáo viên có chất lượng rất là cao. Nên là các bạn đừng ngại ngần mà inbox cho bọn mình để tìm hiểu về các lớp học Kaiwa bên mình nhá, học có lớp học 11 hoặc là 14. Nào bây giờ các bạn thử comment xem là các bạn muốn nghe bí kíp của ai đầu tiên nào. Nào mọi người, trừ cô Comment Thanh của Thành. ra về trừ cô Thanh ra nào trừ cô Thanh ra đi, MC để cuối cũng được. Nào trừ cô Thanh ra nào. Thực ra cũng có rất là nhiều bí kíp không thể chia sẻ hết được, sợ đụng hàng với các thầy cô giáo khác mọi người ạ. Nên là hôm nay chỉ chia sẻ một thôi nhé mọi người nhá. Rồi, một cái bí kíp mà ngày xưa thầy hay sử dụng nhất đó là đọc truyện tranh mọi người ạ. Cái ngày xưa với thời mà sang Nhật, mới sang Nhật học, mới sang Nhật cái đợt đó thì ít cái học liệu, nên là gì nhỉ, vừa rồi thì ít cả cái từ điển các thứ, thế nên là gì nhỉ, nhiều lúc không biết học ở đâu cả, nên là gì nhỉ? Đi ra bên Nhật mà, nên là đi ra cái hiệu sách ấy, rồi truyện tranh á, thầy mua hẳn một cái tập truyện tranh về. Mọi người biết đến tập truyện tranh gì không? Siêu quậy teppi mọi người ạ. Cái tập truyện tranh mà thầy thích đọc nhất từ ngày xưa đến giờ. Nó 18 tập này cơ. Đấy, 18 tập nhưng mà mỗi cuốn dày như thế này cơ. Đấy, thế là về cứ nghiền ngẫu, nghiền hết cuốn này đến cuốn khác, bởi được ký ức tuổi thơ mà lại vừa học được rất là nhiều từ vựng, bởi vì nó có rất là nhiều những cái tình huống hội thoại hàng ngày trong những tập truyện đó, và tất cả những cái gì mới mẻ nhất thì đều thầy đều tra ra, à cái từ này không hiểu, xong lại ra hỏi người Nhật, xong rồi ghi chép vào một cuốn sổ riêng của mình nhá. Đấy, cái đấy là cái thứ nhất. Đấy, rất là hay. Các bạn có biết cuốn truyện tranh này không? Rồi thì thầy giữ cái tập truyện tranh đấy đến tận năm 2014 cơ, sau khi về Việt Nam cơ, mang về Việt Nam xong rồi cho ai ạ, không nhớ nữa, nhưng mà giữ tập truyện tranh đấy và cứ đọc đi đọc lại suốt. Đấy, một tập truyện tranh thôi nhá. Rồi, ngoài ra hiện tại bây giờ ạ, mình lại theo cái dạng là dạy tiếng Nhật, còn ạ, dạy tiếng Nhật nên là gì nhỉ, những cái gì mình hay dạy ấy, thì đến lúc đi xem anime lại thấy nó xuất hiện rất là nhiều. Thế là bây giờ hoàn cảnh nó lại bị ngược lại. Đấy, mình dạy như thế này nhá, xong bắt đầu mình đi xem tivi anime chẳng hạn, như là xem nhóc Maruko mọi người ạ, rồi thì những cái mẫu câu như thầy vừa dạy trên TikTok xong thì tự nhiên lại xuất hiện trên Maruko, chẳng hạn như cái mẫu là gì nhỉ, cay cả a đấy, vừa mới dạy chiều này xong xem Maruko sầm lại thấy xuất hiện. Rồi thì những cái mẫu khác như kiểu là gì nhỉ, Kuya Janakata chẳng hạn, Janakata chẳng hạn, biết thế chẳng hạn, thì nó xuất hiện trên anime, nhưng mà cảm thấy rất là hay, bởi vì những thứ mình dạy thì trong thực tế hàng ngày người ta đem ra sử dụng rất là nhiều. Đấy. Ok, đấy tạm thời là cái bí quyết.
Cô thầy là như vậy nhá, một cái bí quyết nhỏ nhỏ như vậy nhá. Chúc các bạn nhà học tốt nhá. Mua thật nhiều anime về và đọc thật là nhiều, ghi chép ra cái quần sổ tay của mình những cái từ vựng mới nhất. Đấy, như vậy là cảm ơn thầy Dũng đã chia sẻ một cái kinh nghiệm mà mình thấy được thầy vừa mới chia sẻ với mọi người, đó là đọc thật nhiều anime, đúng không nào? Đọc nhiều anime và cái gì mình thích thì nó sẽ dễ vào đầu hơn, đúng không nào? Đó, hãy cảm ơn thầy Dũng. Xin mời cô Hiền xinh gái nào, cô Hiền có tóc dài nhất nào. Xin mời cô Hiền. Chắc là sẽ là cái câu chuyện mà có rất là nhiều bạn thực tập sinh muốn nghe đây, bởi vì là mình nghĩ là có rất là nhiều bạn cũng đang học đang là thực tập sinh ở đây và các bạn sẽ rất là muốn xem là cái chặng đường như thế nào để có thể khiến cho một cô gái từ thực tập sinh mà bây giờ trở nên ưu tú như thế này. Mời cô Hiền. Mình nghĩ cho các bạn biết là cô Hiền không chỉ tiếng Nhật đâu. Nói mỗi tiếng Nhật là chuyện quá đơn giản, nói được cả tiếng Trung nữa. Cô Hiền chào mọi người. Cho một người sợ. Vậy thì trước tiên xin phép được ngắt lời các thầy cô. Thì bây giờ mình các bạn nào có đang là thực tập sinh thì các bạn giơ tay lên được không ạ? Rồi comment một cái nhá. Hoặc là các bạn có thể comment một cái là những cái vấn đề các bạn đang gặp phải cũng được. Thì có thể là tất cả các thầy cô ở đây cũng sẽ có thể đưa ra các lời khuyên cho các bạn. Thì mình cũng xin chia sẻ một chút về cái quá trình học tiếng Nhật của mình. Thì bản thân mình cũng là thực tập sinh từ khoảng gần 6 năm trước rồi, thì mình đã về nước. Trước khi đi Nhật thì các bạn thực tập sinh đúng không? Thì chúng ta thường đều là học ở mức độ là tầm khoảng nửa năm thôi, đúng không mọi người? Tầm khoảng nửa năm, có thậm chí là có những bạn học chưa hết nửa năm nữa. Và học ở các trung tâm xuất khẩu lao động thì thường là mọi người sẽ bị một cái đấy là không được học đầy đủ kiến thức, đặc biệt là cái phần kanji mọi người sẽ bị hỏng. Đó, lào sư hở, nhí hở. Ok, nhí hở, xie xie. Ok, đó thì cái phần có rất là nhiều bạn thực tập sinh học từ N4 hay là đến N5 mà bắt đầu học lên N3 các bạn sẽ bị vướng cái phần kanji rất là nhiều, đúng không ạ? Và thêm nữa đó là các bạn thì sang Nhật thì có cái thời gian làm cũng nhiều hơn, nên là cái thời gian mình học ít hơn. Vậy thì làm thế nào để mình học được tiếng Nhật, đúng không? Đấy, chắc chắn là cái đầu tiên là mình sẽ cần phải cố gắng rồi. Cái đấy thì không thể nào phủ nhận được, ai cũng thế, muốn giỏi thì phải cố gắng, đúng không mọi người? Đấy, cái thứ hai nữa mình muốn chia sẻ đấy là cái mà mình hay sử dụng để học tiếng Nhật nhất trong cái thời gian 3 năm ở Nhật á, thì một cái đầu tiên là mình là người hướng nội, hơi hướng nội một chút, tức là ít nói chuyện với người Nhật á. Thế nhưng mà mình lại hay nghe, tức là cái khả năng hóng hớt rất là cao. Khả năng hóng hớt khá là cao, tức là người Nhật người ta nói gì là mình sẽ đứng mình hóng, dù mình sẽ không tham gia câu chuyện thì mình sẽ đứng mình hóng. Đấy, xem người ta nói cái gì, người ta dùng từ gì cho cái văn cảnh đấy chẳng hạn. Đó thì mình sẽ bắt chước. Hoặc là một cái nữa mình cũng rất là hay dùng, đấy là xem phim, không biết là các bạn có nghiện phim không. Đấy, thì trong cái quá trình học tiếng Nhật thì cái phần xem phim mình cũng có thể ôn lại được rất là nhiều trong đấy mọi người ạ. Mình xem những cái mà nó có cái sắp tiếng Nhật ở phía dưới đó. Đó thì mình có thể xem được cả lại chữ Hán này, hay là học được cái cách nói của người Nhật này. Đó, hay là một số những cái như là mình luyện nghe rất là tốt, đúng không ạ? Cái đấy là cái phần giúp ích rất là nhiều cho cái phần luyện nghe của các bạn. Nếu mà mọi người chịu khó xem phim á, thì cái phần nghe của các bạn chắc chắn là không bao giờ dưới 50 điểm. Đó. Em hay xem phim trên YouTube nhưng có Việt sắp, có sắp Việt ạ. Mình nên tìm những cái bộ phim mà không có sắp Việt nha em nhé. Mình nên xem những cái bộ phim nào có sắp Nhật ở phía dưới là tốt nhất. Nếu mà có sắp Việt thì mọi người hay bị đuổi theo những cái sắp tiếng Việt đó và mọi người sẽ không để ý nghe. Ngữ pháp N2 nhiều mono quá, Sensei ơi. Cứ vào học với các thầy cô, thầy Dũng, thầy Nghĩa với cô Thanh đảm nhiệm cái phần ngữ pháp này và mono sẽ được phân tách rõ ràng luôn. Đảm bảo là không còn ai sẽ bị vướng mắc với cái mono hay là cô tổ hay là cà ghi đi nữa, đúng không? Cô Thanh với thầy Nghĩa. Cái phần đấy là ở trên chương trình của Dũng Mô Đi là có chia rất là rõ rồi mọi người ạ. Thế thì đấy là cái bí kíp của cô Hiền đúng không nhỉ? Bí kíp của cô Hiền đó là gì nhỉ? Tóm gọn lại một dòng thôi, một câu thôi nè. Đó là gì đây? 3 năm thực tập sinh của cô Hiền nè. Một dòng thôi với một bí kíp nào. Hóng hớt tất cả xem phim nhiều mọi người ạ. Hóng hớt xem phim nhiều và nhại lại đúng không? Chắc chắn sẽ phải có cái nhại lại. Đúng rồi. Hay. Và mình tin rằng để mà hóng được ấy thì sẽ phải có một cái nền tảng nào đó. Khi mà chúng ta nghe nhiều, xong rồi chúng ta hóng nhiều đúng không? Nhưng chúng ta lại thấy có càng nhiều những cái mà chúng ta không biết, thế là mình lại về phải tra lại. Thì chắc chắn là hóng cái không biết rồi phải về tra lại đúng không? Phải có cái bước đấy thì nó mới tiến bộ được. Chứ còn hóng mà xong rồi lúc nào cũng kiểu trong tình trạng biết đấy thôi thì không ổn đúng không nào? Nên là cái đoạn hóng và xác nhận lại kiến thức là một cái thao tác cực kỳ quan trọng. Đặc biệt là đối với các bạn mà đang làm ở cái môi trường là thực tập sinh mà giao tiếp với người Nhật nhiều, mà chúng ta có cơ hội mà được tiếp xúc với tiếng Nhật nhiều thì cứ gặp cái gì mới là để đấy đã, xong rồi về nhớ lưu lại đầu và nhớ phải tra lại, đừng có bỏ qua. Còn nếu mà bỏ qua như vậy thì đồng nghĩa với việc là chúng ta bỏ đi một cái cơ hội chúng ta được tự học như vậy rồi nhá, rất là phí. Nên là nhất là các bạn thực tập sinh hãy tận dụng cái cơ hội này nhá.
Ok, thế thì mới có cái câu chuyện là đi Nhật thì mới giỏi tiếng Nhật. Chứ còn nếu mà chúng ta đi Nhật, chúng ta được tiếp xúc với cái môi trường đấy mà chúng ta không để cho mình được gì nhỉ, được được cái sự học hỏi đấy thì nó cũng không có ý nghĩa gì cả nhá. Nên là môi trường nào thì cũng phải học hỏi, mà đặc biệt là cái môi trường mà có cái điều kiện như vậy, chúng ta nên tận dụng nó, đừng để phí nó nhá. Đấy, rồi cũng là một cái cách phù hợp với cái người mà đang đi làm đúng không? Tiếp theo, alphabet tiếp tục, xin mời thầy Nghĩa nào. Trước khi đến cái cách học, phương pháp học bí kíp học mà hôm nay mình chia sẻ đi, nói qua một chút cái phương pháp của Hiền học qua anime hay là manga ấy, hay là của Thế Dũng ấy, cũng giống cái phương pháp hồi xưa mình học, nhưng mình học qua YouTube, mình lại không xem phim hay là không đọc báo nhiều, hay xem qua YouTube. Thì không phải là mình cứ ngồi xem trong vô thức đâu, mà mình xem có ý thức. Tức là khi nào mình cảm thấy có một mẫu câu hay hay là một cái từ khó, mình liền ngay lập tức mình sẽ tìm, mình sẽ tra từ điển và mình sẽ gõ ra một cái file word, sau đó mình sẽ nhìn đi nhìn lại mình học thuộc. Hoặc là cái mẫu câu ấy, thì ví dụ người ta nói là to omoimasu kedo do omoimasu ka, tức là tôi nghĩ thế này nhưng anh nghĩ thế nào. Trong một cái buổi đối thoại ấy, thì mình cũng nhớ câu đấy, khi nào mà nói chuyện với người Nhật, mình dùng, mình ghép cái nội dung mình muốn nói vào trong cái mẫu đấy, tự nhiên nó thành của mình. Và tự nhiên nhiều người ta bảo ốp sau dùng nhiều mẫu câu hay thế. Quay trở lại với cái nhưng mà cái đấy đụng hàng đúng không? Cách xem YouTube hay là manga thì đụng hàng với thầy cô. Thì hôm nay muốn chia sẻ cho các bạn một cái phương pháp mà nếu mà bạn nào hay theo dõi một vài video trước mình có chia sẻ thì mình nói rồi, đó là khi mình học từ vựng hay là ngữ pháp ấy, thì mình sẽ luôn luôn nhớ một cái mẫu câu, một cái câu ví dụ đi kèm, một thôi, hai thì nó hơi nhiều, một thôi. Học một mẫu ngữ pháp nhớ một cái câu ví dụ của nó là nhớ luôn, chúng ta nhớ luôn, hầu như là chúng ta nhớ được luôn ý nghĩa của mẫu ngữ pháp đấy. Từ vựng cũng thế, từ vựng thì cũng nhớ cái cách dùng của nó, hoặc là mình làm sao mình để cho mình có cái ấn tượng nhất về cái từ vựng đấy, nó ấn tượng như thế nào. Ví dụ mình search từ điển này, hoặc là mình search Google thì nó ra, không mình có thể chúng ta xem ấn vào hình ảnh, như cái từ này nó đi bên trong ba men trạng thái như thế này, thì nó sẽ thành ấn tượng của chúng ta. Ok, từ vựng hãy tạo ấn tượng cho nó, còn ngữ pháp hãy nhớ một câu đi kèm. Isolus. Cảm ơn thầy Nghĩa. Đúc rút rất là gọn gàng luôn, đúng không? Từ vựng thì hãy nhớ với cả cụm từ đi kèm, và ngữ pháp thì nhớ theo một câu ứng dụng của nó. Và bây giờ, sau khi mọi người đã đưa ra được những cái bí kíp mà của mọi người rồi, thì thực ra không biết là cái bí kíp của mình liệu nó có thể trở thành được cái bí kíp mà ứng dụng rộng rãi không được. Nhưng mà các bạn hãy cố gắng nghe một chút nhé. Bởi vì cái gọi là bí kíp mọi người thì chút nữa thì mình sẽ nói cho mọi người là tất cả những cái cách mà các bạn vừa mới nghe ấy, là cái phương pháp học mà các bạn có thể nghe được ở rất là nhiều nơi rồi, đúng không? Tuy nhiên để nó có thể trở thành cái mà chúng ta gọi là bí kíp cho bản thân thì nó còn cần một cái yếu tố nữa mà chút nữa sau khi nói xong mình sẽ nói cho mọi người. Và không biết các bạn có nhận ra không? Các bạn nghe thử nhá. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái bí kíp của mình. Thì thực sự thì các bạn chắc là nếu mà bạn nào đã theo dõi cái hành trình học tiếng Nhật của mình thì các bạn cũng thấy là mình là một cái người mà học rất là về chuyên ngành và rất là học thuật và nó theo đúng cái chuyên môn đấy. Thế nên là cái con đường học tiếng Nhật của mình nó rất là cặm cụi mọi người ạ. Rất là cặm cụi, nó rất là dài. Tuy nhiên nhìn lại cả một cái hành trình đã qua ấy, thì mình thấy có một cái giai đoạn và có một cái cách mà mình đã thực hiện. Và cái giai đoạn ý nó đã khiến cho mình, tiếng Nhật của mình nó đã tiến bộ lên từ cái mức sơ cấp lên được đến cái mức trung cấp. Đó là cái câu chuyện khi mà mình học là tầm hết năm 2, hết năm nhất của đại học ấy, mình học sang năm 2 thì lúc đấy ở trên trường học của mình thì sẽ học theo một cái quyển sách, đó quyển New Approach. Đấy thì cái quyển đấy là quyển học gọi là giáo trình chính ấy, ở để học ôn cho chương trình học trung cấp N3, N2. Thì trong đấy nếu mà các bạn nào đã từng xem những cái cuốn sách quyển giáo trình New Approach đấy rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là ở trong cuốn sách đấy thì ở đầu cuốn sách nó thường sẽ có một cái bài văn rất là dài, một cái bài văn rất là dài và toàn tiếng Nhật thôi á. Đó thì cái ngày đấy nó không phải là bài tập của giáo viên yêu cầu đâu. Thế nhưng mà suốt cả một năm trời dùng cái cuốn sách đấy, hai cuốn sách đấy, thì gần như trước cái buổi học lần nào để ở trên lớp mà cô giáo muốn xác nhận với học sinh về cái nội dung của cái văn bản đấy thì mặc dù giáo viên không yêu cầu nhá, nhưng mà trước cái buổi học đấy gần như là tuần nào bài nào mình cũng ngồi mình dịch và mình ngồi viết hết ra giấy. Tức là mình dịch hết từ tiếng Nhật sang tiếng giấy nguyên cả một cái bài văn đấy. Thì cái quyển đấy nó khá là khó. Nhưng mà đến những cái ngày cuối cùng rồi á, đến những cái ngày cuối cùng rồi thì những cái bài nó động đến những cái chủ đề ví dụ như là thuế này, luật pháp này hay là lịch sử các thứ ấy. Thì nhưng mà mình rất là thích, mình không biết nữa, mình rất là say mê với cái việc mà ngồi dịch như thế. Thì suốt cả một năm trời mình đã duy trì cái thói quen là ngồi dịch hết tất cả các bài đấy mặc dù không được yêu cầu. Thì
sau quá trình đấy, sau cả một năm đấy thì mình nhận ra rằng là gì, khi mà mình nhìn lại mình thấy cái cách mà mình dịch câu, cái cách mà mình nhận biết được rằng là cái thứ tự câu văn rồi cách dịch cả một bài văn nó như thế nào thì mình nghiệm ra được. Và cái thời điểm đấy là một cái dấu mốc mà khiến cho mình cảm thấy là mình rất là tự tin với cái việc nhìn những cái văn bản tiếng Nhật và không thấy sợ nó nữa. Và tiếp theo một cái nữa cũng là một cái ngay sau đấy thôi, thì đấy là ở trong phần cái lúc đấy là mình phần về luyện dịch trên văn bản đấy nhá. Thì sau đó sang đến năm 3 thì mình đi du học, hết năm 3 thì mình sang bên Nhật du học một năm á. Thì một năm đấy thì ở trường có một mỗi một sinh viên của mình có một bạn là bạn Chiu Tà, là bạn kiểu như là bạn sinh viên hướng dẫn giúp đỡ mình á. Thì mình rất là đều là mình tận dụng cái cơ hội đấy và mình vật cái bạn ấy ra. Mỗi một tuần là bạn ấy sẽ phải đến để mình nhờ bạn ấy là ngồi đến và ngồi phiên dịch tiếng Nhật cùng mình. Tức là mình sẽ nghe những cái mẩu tin thời sự bằng tiếng Việt. Thế xong rồi mình sẽ chukuyaku là gì nhỉ? Là dịch trực tiếp. Khi mà mình nghe từng câu thì mình dịch trực tiếp sang tiếng Nhật luôn và mình để cho bạn ấy check tiếng Nhật của mình xem nó có ok không. Đó, và cái đấy mình cũng tập suốt cả một năm. Thế là sau đó, sau hai cái năm đấy, sau hai cái thao tác đấy thì mình thấy rằng là đấy là hai cái thói quen mà mình đã duy trì và nó khiến cho mình được, mình thấy tiếng Nhật nó phát triển lên rất là nhiều. Đó, thì mình nghĩ là nếu mà nhìn lại cái chặng đường thì mình rất là trân trọng hai cái thói quen đó, hai cái thói quen mình đã duy trì học trong cái thời thời điểm đấy, nó đã khiến cho mình cảm thấy, tự mình cảm thấy nó cũng tiến bộ lên á. Thế thì đến đây mình hỏi các bạn nhé. Từ nãy giờ các bạn nghe được rất là nhiều những cái chia sẻ, những cái phương pháp học mỗi người một kiểu khác nhau rồi. Thì các bạn, phương pháp nó rất là bình thường thôi, nhưng mà các bạn có một cái mấu chốt, một cái điểm mấu chốt để nó có thể khiến cho một cái phương pháp học nó có thể trở thành cái bí kíp học. Cái bí kíp học đối với chúng ta thôi đã, đối với bản thân mình thôi đã. Đó là yếu tố gì mọi người biết không? Đó là từ kiên trì, đó là việc rèn luyện nó như một thói quen không bỏ cuộc. Các bạn tin mình đi, phương pháp nào cũng sẽ là đúng, phương pháp nào cũng sẽ là phù hợp. Ừ, không có phương pháp đúng nhất nhá. Nó chỉ có cái phương pháp phù hợp nhất với bản thân mình, nó chỉ có cái phương pháp mà mình thích nhất. Nhưng mà thích nhất và phù hợp nhất để làm gì? Để chúng ta cần phải duy trì. Các bạn phải chọn ra một cái phương pháp và các bạn phải duy trì nó trong một cái thời gian đủ dài. Thế nên là cái câu chuyện học tập nó sẽ không phải là cái câu chuyện hôm nay các bạn nghe cô Thanh, thầy Dũng, thầy Nghĩa, cô Hiền chia sẻ một thói quen, mai về mình cũng bắt đầu viết câu văn đúng không? Mình cũng bắt đầu dịch, mình cũng bắt đầu đọc anime, xong rồi được một ngày, hai ngày, xong một tuần sau là chúng ta dừng lại. Không thể thế được. Mọi người ơi, cái câu chuyện đặc biệt là về não bộ đúng không? Học tập nó cần phải có cái thời gian để chúng ta hấp thụ, để chúng ta tiếp thu ấy. Thế nên là mọi cái thói quen, các bạn chọn cái gì nhỉ? Chọn phương pháp nào cũng được. Nhưng mà phải duy trì nó. Và phải duy trì nó gì? Trong một thời gian đủ dài. Không chỉ là một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, mà phải là nửa năm, mà phải là một năm. Được chưa nào? Đó, thì mới thay đổi được. Chúng ta không được xuất ruột ở cái đoạn này. Nhớ chưa? Nên là, đó, thì đây mình rút ra một cái điều cuối cùng, đó là bí kíp nó sẽ thực sự chỉ có được khi mà chúng ta duy trì nó đủ lâu. Và các bạn phải tin vào điều đó. Được chưa nào? Các bạn hãy chọn cái cách mà mình có thể làm được, mình thích nhất, và hãy duy trì nó lâu dài nhất. Được chưa nào? Duy trì được càng lâu dài thì các bạn sẽ càng thấy được cái sự tiến bộ rõ rệt đây nhá.